Thưa quý vị, thưa các bạn, trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, thị trường trong nước đã chứng minh được vai trò quan trọng cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, để chiếm lĩnh mảng thị trường này đòi hỏi doanh nghiệp phải nỗ lực nâng cao sức cạnh tranh cho hàng hóa. Theo đánh giá của vụ thị trường trong nước Bộ Công Thương, hiện hàng Việt có độ phủ lớn tại hệ thống phân phối nội địa, được người tiêu dùng trong nước tin tưởng. Bên cạnh chất lượng tốt, mẫu mã đẹp và giá cả phù hợp, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hàng Việt đã biết khai thác yếu tố văn hóa dân tộc, đặc sản vùng miền để tiếp cận người tiêu dùng trong nước thông qua các hội chợ, hội nghị kết nối cung cầu, hội nghị đặc sản vùng miền, sản phẩm thuộc chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP. Mới đây, tại lễ khai mạc chương trình Tinh Hoa Việt Nam, Made in Việt Nam do tập đoàn Center Retail phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức, nhiều doanh nghiệp đã khẳng định rõ ràng chất lượng hàng Việt Nam với những sản phẩm mang tầm cỡ quốc tế. Các ngành hàng chủ lực của Việt Nam như cà phê, trà, hạt điều, hồ tiêu, thủy sản, dệt may, da giày, gốm sứ được trưng bày tại đây đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người tiêu dùng. Tôi thấy là Bộ Công Thương tổ chức những cái hội chợ này tôi thấy rất là thiết thực cho doanh nghiệp cũng như là người tiêu dùng của Việt Nam. Đây là một cái sự kiện rất quan trọng để cho các doanh nghiệp kế cận quảng bá được những cái sản phẩm của mình đến tận tay người tiêu dùng. Tham gia đồng hành cùng với Sở Công Thương của Bộ Công Thương đối với các cái hoạt động, các cái hội chợ, triển lãm về cái sự kiện liên quan đến chương trình Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Thì về phía góc độ doanh nghiệp như chúng tôi thì được hưởng những tác động rất là lớn và những tác động rất là tích cực. Nó tạo cái sự gắn kết giữa người tiêu dùng với doanh nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp đến gần với người tiêu dùng Việt Nam hơn và mang những cái sản phẩm của Việt Nam cho những người tiêu dùng Việt Nam sử dụng và lựa chọn. Để nâng cao sức cạnh tranh của hàng Việt, Báo Công Thương Bộ Công Thương cũng đã tổ chức diễn đàn nâng cao sức cạnh tranh của hàng Việt trước thời cơ, thách thức từ các hiệp định thương mại thế hệ mới. Sau khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO vào năm 2007, Việt Nam đã tham gia đàm phán ký kết 16 Hiệp định Thương mại Thế hệ mới FTA, trong đó có 13 FTA có hiệu lực. Điều này cũng đồng nghĩa với việc doanh nghiệp Việt Nam đang có lợi thế rất lớn từ việc giảm hoặc xóa bỏ hàng rào thuế quan, tạo sức bật để hàng Việt vươn xa kể cả trong bối cảnh chịu sự tác động của dịch COVID-19. Khi thế giới phải phong tỏa vì dịch bệnh thì nguồn cung và nhu cầu bị gián đoạn, nhiều chỉ số kinh tế thì sụt giảm so với cùng kỳ, thì bán lẻ hàng hóa ở trong thị trường trong nước nội địa là một trong những điểm sáng của nền kinh tế vĩ mô của chúng ta. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê Việt Nam thì tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng quý 3/2020 ước tính là đạt 1.305,8 nghìn tỷ đồng. Có thể đánh giá thì đây là một cái kết quả tích cực thể hiện rõ vai trò của nguồn cung hàng hóa nội địa trong các bối cảnh dịch bệnh thiên tai diễn biến khó lường, đồng thời thể hiện rõ vai trò của hàng Việt tại thị trường nội địa khi ngày càng được người tiêu dùng ưa chuộng. Và hàng Việt hiện nay thì đang được đánh giá cao và được các nhà phân phối bán lẻ ưu tiên trong cơ cấu hàng hóa bán trên các cái hệ thống siêu thị cũng như hệ thống bán lẻ ở tại Việt Nam. Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế tại diễn đàn, để tăng sức cạnh tranh cho hàng Việt trong thời gian tới, các doanh nghiệp cần chủ động chuẩn bị năng lực, nguồn hàng, nâng cao sức cạnh tranh thông qua việc xây dựng kế hoạch dài hạn, bài bản, nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh thông qua ứng dụng khoa học và công nghệ, học tập, áp dụng các mô hình thành công để có sự chuẩn bị tốt nhất khi phải đối mặt với áp lực cạnh tranh. Dưới góc độ là cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực công thương, thời gian tới, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tăng sức cạnh tranh, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục triển khai các chương trình, đề án đang được thực hiện hiệu quả trong khuôn khổ triển khai cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam để hỗ trợ hàng Việt, doanh nghiệp Việt. Thì chúng tôi cũng đã có những cái chương trình để chuẩn bị triển khai trong giai đoạn mới, khi mà Việt Nam chúng ta đang xây dựng những cái chiến lược mới trong giai đoạn 10 năm tới. Bộ Công Thương cũng như là vụ thị trường trong nước chúng tôi cũng đã tham mưu những cái chính sách liên quan đến việc tiếp tục là hỗ trợ cho doanh nghiệp Việt Nam, cho các hộ nông dân Việt Nam, hợp tác xã Việt Nam để tiếp cận được với thị trường trong nước ở những cái mục tiêu lớn hơn và giá trị gia tăng cao hơn, đạt đóng góp lớn hơn cho nền kinh tế. Để đẩy mạnh phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương đang tích cực triển khai các chương trình thuộc đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam giai đoạn 2014-2020, các chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo, chương trình xúc tiến thương mại trong nước, thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài, các hoạt động khuyến công, phát triển thương mại điện tử, tăng cường cải tiến, ứng dụng khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao sức cạnh tranh của hàng Việt.